Hello everyone, welcome to our lesson. My name is Xuân Mai. I'm a teacher from Đồng Khởi Secondary School in Tân Phú District. How are you today? Great, I'm really fine, thanks. Today, I'm happy to help you consolidate your knowledge through lesson review 1. Alright, before we start our lesson, make sure you have your textbook, notebook, pen, and pencil with you. You also need to have a positive studying attitude. Please listen to the teacher carefully in order to understand the lesson well. If you haven't understood the lesson, you can replay to listen. Secondly, you can listen to the media carefully and click the button pause to answer the questions. Last but not least, write the lesson well if you see the writing hand icon. Hôm nay cô rất vui được giúp các con củng cố lại kiến thức của các con qua bài ôn tập số 1. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học, các con hãy chắc chắn rằng mình đã có đủ đồ dùng học tập và một thái độ học tập tích cực nhé. Alright, are you ready? Now, let's begin. Alright, let's write our lesson review 1, units 1, 2, and 3. In this lesson, we will review all the vocabulary in units 1, 2, and 3. We also review the grammar structures of the past simple tense and the present perfect tense. And we also practice the tasks of the lesson. Bây giờ chúng ta hãy cùng viết bài nhé. Chúng ta sẽ viết bài ôn tập số 1 của Unit 1, 2 và 3. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn lại những từ vựng của Unit 1, 2, 3, cũng như là những cấu trúc ngữ pháp, thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành, và luyện tập các bài tập trong sách giáo khoa nhé. Now open your textbook to begin our lesson page 36. Review number 1, units 1, 2, and 3. Let's consolidate our knowledge that we have learned in units 1, 2, and 3. Okay, bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa trang 36. Chúng ta hãy cùng củng cố lại kiến thức mà chúng ta đã học ở bài 1, 2, 3 nhé. First of all, let's review how to pronounce the words in task 1. You listen to the media carefully, then tick the word if it's the same as the word you hear and cross the others. You can replay the media to listen again. Trước hết, chúng ta hãy ôm lại cách phát âm của các từ trong bài 1. Các con hãy lắng nghe và đánh dấu tick vào những từ mà mình nghe được. Đánh dấu X vào những từ còn lại. Các con có thể mở lại để nghe nhé. Alright, let's listen. Review 1. Review 1. Page 36. Pronunciation. Activity 1. Listen and tick the word if it is the same as the word you hear, and cross it if it is different. 1. Log. 2. Community. 3. Find. 4. Fracture. 5. Flavor. 6. Fear. 7. Gleam. 8. Closer. 9. Vampire. 10. Beard.
11. Fruit. 12. Carry. Well done. Now let's look at the answer key to correct your mistakes if you have any. Rồi bây giờ các con hãy nhìn vào đáp án để sửa lỗi sai của các con nếu có nhé. 1. Log. 2. Community. 3. Find. 4. Fracture. 5. Flavor. 6. Fear. 7. Gleam. 8. Closer. 9. Vampire. 10. Beard. 11. Fruit. 12. Carry. Then let's continue to review how to pronounce the different sounds in task 2. In the task, you must choose the word whose underlined part is pronounced differently. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục ôn cách phát âm những âm khác nhau trong bài tập 2 nhé. Trong bài tập này, các con phải chọn một từ có phần gạch chân được phát âm khác. Alright. So what about number 1? That's right. The correct answer is A. Hi. Bởi vì phần gạch chân được phát âm là âm căm. Các phần gạch chân kia phát âm là F. Number 2. What is the answer? Very good. The answer is C. Original. Bởi vì phần gạch chân được phát âm là J. Các phần gạch chân kia thì phát âm là G. Okay. So, we go to number 3. Very good. Number 3, the answer is C. Vì phần gạch chân được phát âm là S. Còn phần gạch chân của những từ khác được phát âm là K. Alright. How about number 4? Very good. The answer is B. Flower. Bởi vì phần gạch chân được phát âm là our. Còn phần gạch chân của các từ kia được phát âm là er. Number 5. The answer is B. Very good. Because earn, phần gạch chân được phát âm là er. Còn phần gạch chân của các từ còn lại được phát âm là ear. Good job. Now you look at the answer key to correct your mistakes if you have. Alright, next. Before we go on to task 3, I'll give you some pictures to remind you the meanings of the vocabulary. So you look at the pictures, then answer my questions. Trước khi tiếp tục với bài 3, cô sẽ cho các con xem một vài hình để nhắc lại cho các con nghĩa của từ vựng. Vì vậy, các con hãy nhìn các hình ảnh này và trả lời câu hỏi của cô nhé. So, picture number 1. What's the woman doing? Yes, very good. Helping the old. Giúp đỡ người già. The old ở đây là danh từ, có nghĩa là elderly people. Người già, người cao tuổi. What about picture 2? What is the boy doing before meals? Yes, very good. Washing his hands before meals. Rửa tay trước các bữa ăn.
How about picture 3? What are they doing? That's right. They are tidying up the room. Dọn dẹp phòng. Number 4. What are they doing? Good job. They are raising money for someone. Gây quỹ cho ai? Ví dụ, raise money for the poor. Gây quỹ vì người nghèo. Alright, the next one. What is he doing? Very good. He's opening classes for street children. Mở lớp học cho trẻ em đường phố. Children là danh từ số nhiều của child. And the last picture, what are they doing? Very good. They are collecting rubbish in the area. Gom rác trong khu vực. So that's all for reviewing the vocabulary. Now let's finish task 3. Put the phrases in the box into the suitable column. Bây giờ chúng ta hãy cùng hoàn thành bài tập số 3. Các con hãy đặt các cụm từ trong khung vào cột thích hợp. Yourself hoặc là your community. Okay, so what about helping the old? Những hoạt động này là cho bản thân hay là cho cộng đồng? Very good. Is your community. The next one, eating a lot of fruit. Ăn nhiều trái cây. Is for yourself. Alright, cho bản thân. The next one, tidying up your room. Is for yourself. Washing your hands before meals. Very good. Is also for yourself. Cho bản thân của mình. How about raising money for the poor? Gây quỹ vì người nghèo. That's right. It's for your community. The next one. Open classes for street children. Very good. For your community. Collecting stamps. Đúng rồi. Sưu tập tem. Như vậy là cho bản thân. And the last one. Collecting rubbish in your area. Your community. Good job, everyone. So to refresh the class atmosphere, I have some questions for you. If you give the right answer, you will get plus marks. So question number one, do you know of community activities in your area? Các con có biết những cái hoạt động cộng đồng nào ở khu vực của các con không? If yes, you will get 1 point. But if you say no, you won't get any points. Nếu có, các con sẽ được 1 điểm cộng. Còn nếu không có thì các con sẽ không được có điểm cộng nào nhé. Alright, question number 2. Do you take part in a community activity? Các con có tham gia một hoạt động về cộng đồng nào không? Very good. So if yes, you get 1 point from me. How about question number 3? Would you like to make a contribution to our community? Các con có muốn đóng góp cho cộng đồng của mình không? Yes, very good. If you say yes, then you will get 1 point. And the last question I have for you, what should we do to contribute to our community? Chúng ta nên làm gì để đóng góp cho xã hội của mình? Wow, that's very good. Here's my answer. I think we should help the old with their housework. Donate food or clothes to the poor or homeless people. Open classes for street children. So if you can tell some activities, then I will give you 3 points. You have done a very good job. So if you have free time, you should do some volunteer works, as many as possible, such as help the old, donate food to the homeless, raise funds for the poor, or help disabled people. You can also collect rubbish in the area or open classes for poor children. Như vậy, nếu các con có thời gian rảnh, các con nên làm các việc thiện nguyện theo khả năng của mình, như giúp đỡ người già, tặng tiền hoặc là thức ăn cho người vô gia cư, gây quỹ cho người nghèo, giúp đỡ những người bị khuyết tật, mở lớp học cho trẻ em đường phố hay là thu gom rác trong khu vực của mình, nơi mình sinh sống.
để đóng góp cho cộng đồng, to make a contribution to the community. So next, let's do task number 4, to remember vocabulary better. Now look at the table with the description here. Then tell me the words that you have learned. Tiếp theo chúng ta cùng làm bài 4. Các con hãy nhìn vào bảng mô tả về một số từ vựng các con đã học, rồi cho cô biết các từ đó là gì nhé. So for example, you are interested in pens. You collect and keep them. Con có hứng thú với những cây bút và con sưu tầm và giữ chúng. Như vậy, đó sẽ là collecting pens, sưu tầm bút. Alright, so now we go and do from 1 to number 6. A disease from eating too much. So what is the correct word? Very good, is obesity. Right, how about number 2? People living in an area. Yes, it is community. Cộng đồng. Next, a word that means the energy you need for daily activities. So what is it? Very good, is calories. Number 4, how about keeping fit? So we call it stay in shape. Right. Number 5, the word means giving things to help people in need. Từ có nghĩa là tặng hoặc cho vật gì đó cho những người cần giúp đỡ. So how do we call it in English? It's donating. Alright, the last one. The word shows a thing you enjoy doing. Very good, it is hobby. Great, so now write down all the new words into your notebook. So we have just finished pronunciation and vocabulary. Now let's continue to review grammar structures of the present perfect tense and the past simple tense. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần phát âm và từ vựng. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại các cấu trúc ngữ pháp. Thì, quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành mà chúng ta gặp trong bài nhé. So first of all, we review the past simple tense. Tiếp theo chúng ta ôm lại thì quá khứ đơn. Chúng ta dùng quá khứ đơn để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ, xác định rõ thời gian và đã kết thúc trong quá khứ. Và đây là công thức của thì quá khứ đơn. Đối với câu khẳng định chủ ngữ, chúng ta sẽ dùng động từ thêm ed hoặc là động từ cụm 2. Ví dụ, he went fishing with his father when he was a child. Went ở đây là động từ cụm 2 của go. Đối với câu phủ định, chúng ta sẽ dùng didn't. Và khi đó, động từ sẽ trở về nguyên mẫu. For example, they didn't go to work last month. Và đối với câu nghi vấn dạng câu hỏi, chúng ta sẽ đưa did lên đầu, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ nguyên mẫu. For example, did you have math yesterday? Đối với những dạng câu hỏi WS questions, chúng ta chỉ cần đưa từ hỏi lên đầu câu là được các con nhé. So, try to remember the adverbs yesterday, last week, last year, or last month, ago, 2 hours ago, 2 weeks ago, or when I was young, when I was a child, or in. In, mình sẽ đi với một năm trong quá khứ, hoặc là in the past, trong quá khứ. Alright, then we review the present perfect tense. Tiếp theo chúng ta sẽ ôm lại thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ, nhưng không xác định rõ thời gian hoặc hành động xảy ra trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến hiện tại hoặc tương lai. Ở đây cô có bảng công thức như sau. Chủ ngữ cộng với have hoặc là has cộng với động từ ed hoặc động từ cụm 3.
đối với câu khẳng định. Còn đối với câu phủ định chủ ngữ, chúng ta sẽ đi với haven hoặc là hasn't cộng với động từ ed hoặc động từ cột 3. Đối với dạng nghi vấn, chúng ta sẽ đưa have hoặc là has lên đầu câu cộng với chủ ngữ cộng với động từ ed hoặc là động từ cột 3. Và đối với dạng câu hỏi WS question, chúng ta chỉ cần đưa từ hỏi lên đầu câu là được. Alright, for the present perfect tense, try to remember the adverbs before, already, recently, that means lately, ever, never, yet, just, twice, several times, many times, how long, up to the present, up to now, or up till now and so far. Ngoài những trạng từ cô vừa nêu ra, chúng ta còn có thể thấy ở thì hiện tại hoàn thành các cụm như là this is the first time hoặc this is the second time. Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng since cộng với mốc thời gian. For example, since Christmas, since 1990, since yesterday, có nghĩa là kể từ một thời điểm nào đó. Or we can also use for. For sẽ đi với khoảng thời gian. For example, for 2 hours, trong vòng 2 tiếng. For 3 months, trong 3 tháng. Okay, now I give you some examples to help you understand how to use the verbs in the present perfect tense better. Bây giờ cô sẽ cho các con thêm một vài ví dụ để giúp các con hiểu cách dùng thì hiện tại hoàn thành hơn nhé. Okay. I have been here for 5 years. Tôi đã ở đây được 5 năm. Vậy ở đây mình có cái dấu hiệu là for cộng với khoảng thời gian là 5 năm. Như vậy thì hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ dùng động từ have bởi vì chủ ngữ là I và động từ chính chúng ta sẽ dùng động từ cột 3 của be là been. Thì tương tự, we have another example. He hasn't finished his homework yet. Or, have you ever seen Harry Potter film? Right, let's practice the grammar in task 5. In the task, you must choose the best answer A, B or C to complete the sentences. Chúng ta hãy thực hành ngữ pháp vào bài tập số 5 nhé. Trong bài tập này, các con phải chọn đáp án đúng nhất trong ba đáp án A, B hoặc C để hoàn thành các câu. Alright, so what is number 1? Very good. Neat. What about number 2? The room smells bad, somebody. Very good. The answer is C. Bởi vì căn phòng có mùi. Như vậy chứng tỏ là vừa nãy đã có ai hút thuốc ở đây. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. What about number 3? Very good. It is difficult. How about number 4? Very good. The answer is B. We have 8 here. How about number 5? Very good. The answer is C. Trong lịch sử loài người thì con người luôn tìm kiếm những loại thức ăn mới. Như vậy là việc này vẫn còn đã xuất phát từ quá khứ và vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. How about number 6? Very good. In 2011. Ở đây chúng ta thấy trong câu sử dụng thì quá khứ đơn was founded. Như vậy chúng ta sẽ phải dùng khoảng thời gian ở quá khứ in. Okay, so the answer is B. Well done. Now you look at the answer key to correct your mistakes. Okay. All right. To remember how to make compound sentences, we do task 6 together. Để nhớ lại cách tạo câu ghép, chúng ta hãy cùng làm bài tập số 6 nhé. Bây giờ cô sẽ nhắc lại lý thuyết một chút.
Câu ghép là câu có hai hay nhiều mệnh đề độc lập được nói với nhau bằng liên từ. Chúng ta có nhiều cách để thành lập câu ghép. Cách thứ nhất, chúng ta có thể dùng dấu chấm phẩy, semicolons. Dấu chấm phẩy được dùng để nói hai mệnh đề độc lập, tạo thành câu ghép. Nếu chúng ta không dùng từ nói, chúng ta có thể dùng dấu chấm phẩy, nhưng mà không được dùng dấu phẩy nhé. Cách thứ hai là từ nói thì chúng ta có thể dùng các conjunctions như là for, and, nor, but, or, yet, so để tạo nên câu ghép. Và chúng ta cần phải đặt dấu phẩy trước từ nói. For example, the bus was very crowded. Chúng ta cần có dấu phẩy. Kế tiếp, so, từ nói, I had to stand all the way. Và một câu đơn khác. Cách thứ ba để tạo câu ghép đó chính là dùng trạng từ nói, conjunctive adverbs. Trạng từ nói phải được đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy. So, in this task, you must match the beginnings in A with the endings in B. Trong bài tập này, các con phải nối các câu đầu ở cột A với các câu sau ở cột B để tạo thành câu ghép. Alright, let's begin. So number one, what can be the answer? Very good. It's D, because we have mountain here, so they have a lot of fresh air. How about number two? Good job. The answer is E. Number three, very good. The answer is A. What about number four? The answer is C. And number five, the last one, good job. The answer is B. Now you look at the answer key to correct your mistakes if you have. Now look at your book, page 37, for reading, Live to be Happy. After the reading passage, we can know how to have a happy life. So to help you understand the passage well, before reading, I give you some questions, and after reading, you can give your answer. Okay, bây giờ các con hãy nhìn vào sách giáo khoa trang 37 để đọc đoạn văn Live to be Happy. Sau khi đọc đoạn văn này, các con sẽ biết cách để sống vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy, để giúp các con hiểu bài đọc tốt hơn, trước khi đọc, cô cho các con những câu hỏi sau. Và sau khi đọc, các con hãy đưa ra câu trả lời cho cô nhé. So, let's read the passage. Okay. Now you read the questions carefully, then choose the best answer A, B, or C. Bây giờ các con hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất cho cô, A, B hoặc C nhé. So, number one, what can you do to get more knowledge? Very good, the answer is A. Chúng ta cần phải đi đến một nơi nào đó mới mẻ để có nhiều kiến thức hơn. Number two, what can you do to live longer? Chúng ta có thể làm gì để sống thọ hơn? That's right. The answer is B. Laugh louder. Cười lớn hơn. Cười nhiều thì chúng ta sẽ hạnh phúc và sẽ làm cho con người sống lâu hơn. Number three. How good is it if you have a positive attitude? Nếu chúng ta có một cái thái độ tích cực, như vậy thì sẽ tốt như thế nào? Very good. You can feel happy. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. The last question, what is the purpose of this passage? Như vậy mục đích của đoạn văn này là gì? Very good. The purpose of this passage is to give some advice on how to live happily. Mục đích của đoạn văn này chính là đưa ra một số lời khuyên để chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn. Well done. Now you look at the answer key and correct your mistakes if you have. Alright, so to have a happy life, I think we should travel somewhere and meet new people to have more knowledge about places and people there. Besides, we should laugh more
and give our smiles to each other. And we should learn to love and respect yourself and others. Như vậy để có cuộc sống hạnh phúc, cô nghĩ là chúng ta nên đi đến một vài nơi, gặp gỡ những người mới để hiểu biết thêm về nhiều nơi và con người ở đó. Ngoài ra, chúng ta cũng nên cười nhiều hơn và trao cho nhau những nụ cười. Chúng ta cũng nên học cách yêu thương và tôn trọng bản thân cũng như người khác, biết giúp đỡ mọi người nhiều hơn. So that is another social skills we have before ending our lesson. I hope you will remember and practice more. Before ending the lesson, I have some tasks for you to do at home. Now let's write your homework. Trước khi kết thúc bài học, cô có một vài nhiệm vụ cho các con ở nhà. Bây giờ các con hãy viết bài tập về nhà nhé. Chúng ta hãy cùng ôm lại những từ vựng trong Unit 1, 2, 3, viết lại các câu trong bài tập số 4 trang 37 và chuẩn bị bài 4, Music and Arts. So, thanks for listening and I'll see you in the next lesson. Goodbye!